Xin chào tất cả mọi người, hôm nay tôi sẽ trình bày về bài giảng hướng dẫn về kỹ thuật cân bằng truyền. Bài giảng này nằm trong bộ tài liệu dùng để đào tạo, quản lý và quản đốc trên khu vực truyền may. Nội dung bài thuyết trình của chúng ta ngày hôm nay gồm có một số nội dung chính như sau. Đầu tiên các bạn sẽ tìm hiểu như thế nào là một truyền cân bằng. Thứ hai, sẽ tìm hiểu một số định nghĩa liên quan đến việc cân bằng truyền. Phần thứ ba, chúng ta sẽ tìm hiểu những bước tiến hành dùng để thực hiện việc cân bằng truyền và phần thứ tư là bài tập dành cho tất cả các bạn chúng ta hãy bắt đầu tìm hiểu về mục tiêu của chúng ta đó chính là một chuyện như thế nào được gọi là một chuyện cân bằng thì chúng ta sẽ bắt đầu với hình ảnh đội đua thuyền rồng tại sao là hình ảnh này ạ bởi vì đội đua thuyền rồng có nhiều tính chất tương tự như khu vực truyền may của chúng ta đó chính là gồm một nhóm người phối hợp với nhau để đạt được hiệu quả cao nhất mục tiêu là tốc độ nhanh nhất như vậy câu hỏi của chúng ta ở đây là để đội đua chiến thắng thì bên cạnh sức mạnh thì họ phải chèo như thế nào ạ? Các bạn có thể suy nghĩ trong vòng vài giây. Và đáp án của chúng ta ở đây đó chính là họ cần phải có lực chèo cân bằng và tất cả phải có một nhịp. Tại sao lực chèo phải cân bằng ạ? Bởi vì nếu giả sử như bên phải chèo nhanh và mạnh hơn bên trái thì thuyền của chúng ta sẽ chạy theo một vòng tròn mà không thể nào đi tiến phía lên phía trước được. Tại sao tất cả phải cùng một nhịp? Bởi vì nếu không cùng một nhịp thì những tay chèo của những người đua sẽ va vào với nhau và họ không thể nào chèo được. Như vậy đó là đối với một đội đua thiền rồng, còn chuyền may của chúng ta như thế nào thì cũng gần tương tự như vậy. Để một chuyền may cân bằng ấy thì chúng ta phải sắp xếp những công đoạn với nhau làm như thế nào để thời gian may của những công nhân phải đều nhau không ai phải làm việc quá tải và không ai phải đợi nhịp truyền chúng ta phải cân bằng tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu một số định nghĩa liên quan đến việc cân bằng truyền định nghĩa đầu tiên đó chính là talk time thì talk time được định nghĩa là thời gian tối đa để sản xuất ra một sản phẩm nhằm đáp ứng được nhu cầu của khách hàng các bạn có thể hiểu đơn giản là talk time là nhịp truyền chúng ta cần phải đạt để cho truyền chúng ta đáp ứng được nhu cầu của khách hàng thì talk time được tính như sau sẽ bằng tổng thời gian có sẵn chia cho tổng nhu cầu của khách hàng thì để các bạn hiểu thêm thì chúng ta sẽ tìm hiểu một ví dụ đơn giản như sau ví dụ một khách hàng yêu cầu bạn cần phải may xong 1.600 chiếc áo trong vòng một ngày làm việc 8, 8 giờ vậy thì nhịp truyền của chúng ta cần phải đạt là bao nhiêu thì các bạn lắp công thức vào sẽ bằng 8 x 60 8 giờ nhân 60 phút trên 1 giờ chia tổng nhu cầu khách hàng là 1600 thì nó sẽ ra là 0,3 phút trên một cái áo 0,3 phút này thoát than này có nghĩa là gì nếu chuyện chúng ta may chậm nhất là 0,3 phút thì họ mới đạt được nhu cầu của khách hàng nếu họ may nhanh hơn thì không sao nhưng nếu mà họ may chậm hơn thì họ sẽ không bao giờ đáp ứng được nhu cầu đó là ý nghĩa của thoát Time định nghĩa tiếp theo của chúng ta liên quan đến circle time thì đây là thời gian được tính từ lúc bắt đầu công việc cho đến lúc kết thúc công việc và đạt chất lượng ví dụ như công đoạn tra tay của các bạn thì thời gian circle time là gì ạ là thời gian các bạn bắt đầu từ lúc lấy hàng từ trên xào sau đó các bạn may sau đó các bạn treo lên truyền và sản phẩm đó phải đạt được chất lượng đó là định nghĩa của circle time định nghĩa tiếp theo đó đến là bottleneck bottle là gì ạ bottle là một cái chai còn neck là là cổ bottleneck là cổ chai dùng để chỉ những điểm tắc nghẽn của dòng sản phẩm trên truyền và điểm tắc nghẽn này là điểm công đoạn có thời gian gia công lâu nhất <laughs> ví dụ như ở đây chúng ta có một biểu đồ về thời gian may thì công đoạn bottleneck ở chúng ta là công đoạn may cửa tay với thời gian may là 0.62 phút như vậy công đoạn may cửa tay là bottleneck à, định nghĩa tiếp theo liên quan đến sản lượng ước tính thì à, sản lượng ước tính của chúng ta sẽ bằng thời gian làm việc chia cho thời gian công đoạn tắt nghẽn bởi vì tại sao là thời gian công đoạn tắt nghẽn các bạn lưu ý rằng ấy, sản lượng ở đây là sản lượng ra cuối chuyện cho nên nếu những công đoạn khác giả sử như đây những công đoạn phía trước chúng ta may rất là nhanh và chúng ta ra, ra rất là nhiều hàng Tuy nhiên đến công đoạn may cửa tay thì hàng hóa chúng ta bị ùn ở đấy và dẫn đến là chúng ta cũng không thể nào ra được hàng. Sản lượng ở cuối truyền sẽ chỉ bằng công đoạn bị tắt nghẽn ở đây là công đoạn may cửa tay mà thôi. Như vậy đó là lý do vì sao sản lượng ước tính của chúng ta được tính bằng tổng thời gian làm việc chia cho thời gian công đoạn tắt nghẽn. Rồi nghĩa tiếp theo đó là hiệu suất ước tính nó sẽ bằng sam nhân sản lượng ước tính chia cho tổng thời gian làm việc cái này tính theo phút định nghĩa cuối cùng cũng là một định nghĩa rất là quan trọng đó chính là tỷ lệ cân bằng truyền life balance rate thì định nghĩa này dùng để chỉ cái mức độ cân bằng truyền của cái truyền may của chúng ta là bao nhiêu có tốt hay là không thì life balance rate tỷ lệ cân bằng truyền sẽ bằng tổng thời gian của các công đoạn chia cho thời gian trạm bottleneck nhân cho tổng số công đoạn và nhân cho một phần trăm thì để các bạn hiểu thì chúng ta hãy đi đến một ví dụ. Thì tổng thời gian thực tế của các công đoạn là 3.33 phút trên một cái áo. Tổng số công đoạn là 8, thời gian của trạm tắc nghẽn là 0.62 thì tỷ lệ công bằng truyền ta là bao nhiêu? Thì chúng ta thấy công thức vào thì nó sẽ ra là tỷ lệ công bằng truyền là 0.33 là tổng thời gian chia cho 0.62 ở đây là thời gian công đoạn tắt nghẽn chia 8 nữa là ra 0.67% ok thì chúng ta vừa rồi chúng ta đã hiểu được một số định nghĩa à, liên quan đến việc cân bằng truyền thì à, tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu về việc tiến hành thực hiện cân bằng truyền như thế nào thì việc thực hiện cân bằng truyền gồm một số bước như sau đầu tiên chúng ta cần phải tính toán mục tiêu đó chính là thoát thai của chúng ta sau đấy sau khi có mục tiêu chúng ta sẽ cần phải phân tích hiện trạng thì ở bước phân tích hiện trạng này gồm có một số công đoạn nhỏ đó chính là chúng ta cần phải xác định cái chuyện đó, đơn hàng đó còn cần có những công đoạn như thế nào, thời gian của nó như thế nào. Sau đó chúng ta vẽ biểu đồ liên quan đến trạng thái hiện tại và tính toán tỷ lệ cân bằng chuyện hiện tại. Sau khi chúng ta đã có hiện trạng rồi, thì chúng ta sẽ tiến hành thực hiện cân bằng chuyện bằng cách tìm ra công đoạn lãng phí, loại bỏ lãng phí và tính toán những chỉ số sau cải tiến và theo dõi nó và cuối cùng đó chính là bước bàn giao kết quả <laughs> bước đầu tiên các bạn cần phải tính toán mục tiêu đó chính là talk time thì ở phần trước các bạn đã biết rằng ấy, talk time sẽ bằng tổng thời gian có sẵn chia cho tổng nhu cầu của khách hàng và cũng đã tìm hiểu một ví dụ đơn giản để hiểu được talk time là gì thì ở đây chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu một ví dụ sâu hơn và gắn với thực tế truyền may nhiều hơn đó chính là để cái tiến độ giao hàng thì chuyền của bạn gồm có 15 công nhân cần phải đạt hiệu suất là 90%. Thời gian chuẩn để gia công một chiếc áo Sam ấy, ở đây là 6.45 phút và thời gian làm việc hàng ngày trong 8 tiếng. Như vậy, chúng ta tính thoát than là bao nhiêu? Thì các bạn lưu ý, ở đây thờ tổng thời gian có sẵn chúng ta đã có thì tổng nhu cầu khách hàng chúng ta đang chưa có. Thì việc tiếp theo chúng ta sẽ đi đến việc tính tổng nhu cầu khách hàng như vậy tổng nhu cầu khách hàng sẽ bằng số công nhân nhân thời gian nhân efficiency chia sang thì chúng ta ráp công thức vào nó sẽ ra năm thì như vậy ở đây chúng ta đã có tổng thời gian 8 tiếng chỉ cho tổng nhu cầu khách hàng là năm thì chúng ta ráp công thức vào và lưu ý tổng thời gian có sẵn phải tính bằng phút thì chúng ta ra nhịp thoát time đó chính là 0.48 phút trên một chiếc thì đây cũng chính là mục tiêu chúng ta cần phải cải tiến tiếp theo sau khi có mục tiêu chúng ta sẽ đến bước là phân tích hiện trạng thì trước khi chúng ta tiến hành cải tiến một gì một chuyện nào đó thì chúng ta cần phải tìm hiểu được rằng đơn hàng trên chuyện đó gồm có những công đoạn như thế nào tên công đoạn thứ tư công đoạn và công đoạn đó có bao nhiêu người đúng không ạ thì sau khi các bạn tìm hiểu xong thì các bạn sẽ có một cái bảng phân tích như thế này gồm mã số tên gồm có những công đoạn nào và mỗi công đoạn nó có bao nhiêu người. Sau khi có tên các công đoạn thì chúng ta tiến hành bấm giờ và tính toán. Bấm giờ thực tế và nhập dữ liệu ở đây. Thời gian công đoạn chấp file là 0.33 phút đã tính bù trừ, thời gian công đoạn tra bo cổ có hai bạn, một bạn là 0.75 phút và một bạn là 1.04 phút. Sau khi chúng ta bấm giờ thực tế và nhập dữ liệu xong rồi thì chúng ta cần tính một điểm nữa để tính là đó chính là tính thời gian chu kỳ của công đoạn. Thì các bạn lưu ý rằng đối với những công đoạn có một người, ví dụ như công đoạn chắp vai thì thời gian chu kỳ của nó sẽ bằng thời gian bấm giờ là của bạn chắp vai này là 0.33. Tuy nhiên, đối với những công đoạn có hai người trở lên thì thời gian chu kỳ của nó sẽ bằng trung bình thời gian của các bạn công nhân may chia cho số công nhân may ví dụ ở đây dụ ở đây ở công đoạn tra bao cổ có hai bạn thì thời gian chu kỳ của công đoạn tra bao cổ sẽ bằng trung bình của thời gian 0.75 và 1 chia cho 2 chia cho số công nhân là 2 đúng không ạ thì nó sẽ ra là bao nhiêu nó sẽ bằng 0.75 chia cho cộng cho 1.04 chia cho 2 là ra thời gian trung bình chia cho 2 nữa là số công nhân ra 0.4475 làm tròn là 0.45 thì cũng tương tự như thế đối với công đoạn có 3 người là công đoạn may viền gáy MH thì đó là thời gian trung bình là 0.98 cộng 1.23 cộng 1.13 tất cả chia cho 3 rồi chia cho 3 nữa thì sẽ tính ra thời gian chu kỳ một bước tiếp theo liên quan đến việc phân tích hiện trạng đó tính là các bạn cần phải tính tổng thời gian của tất cả các công đoạn các bạn sẽ cộng hết từ trên xuống dưới tất cả các thời gian chu kỳ các bạn các bạn cộng lại ok liên quan đến việc phân tích hiện trạng sau khi chúng ta đã có số liệu thì chúng ta tính toán tỷ số cân bằng truyền để xem cái chuyện đó cái mức độ cân bằng của nó đến thời điểm hiện tại là bao nhiêu thì ở đây tỷ số công bằng sẽ bằng tổng thời gian các công đoạn chia theo, cho thời gian trạm bottleneck nhân cho tổng số công đoạn nhân 100 phần trăm thì cái bảng vừa rồi chúng ta sẽ được thể hiện trên một biểu đồ thì tổng thời gian các công đoạn của chúng ta chúng ta cộng hết lại 0.33 cộng 0.45 0.39 0.37 44 40 62 và 35 các bạn cộng tổng ra là thằng 335 thời gian trạm bottleneck là 0.62 số công đoạn là 8 thì chúng ta sẽ ra tỷ số cân bằng truyền là 67.5%. Thì rõ ràng một cái truyền mà có tỷ số cân bằng chỉ mới 67.5% thì nó sẽ có rất nhiều điểm như chúng ta có thể cải tiến đúng không ạ? Bước tiếp theo nữa là chúng ta sẽ tiến hành tính toán một số chỉ số liên quan đến tình trạng hiện tại, đó chính là output ước tính, sản lượng ước tính sẽ bằng thời gian làm việc chia cho thời gian công đoạn tắt nghẽn. Chúng ta làm việc 8 giờ đúng không ạ? Cho nên là thời gian làm việc chúng ta là 480. Thời gian công đoạn tắt nghẽn là 0.62 cho nên sản lượng là 788. Hiệu suất ước tính của chúng ta sẽ bằng sam của chúng ta cả áo là 0.45 nhân cho output ước tính là 788 chia tổng thời gian làm việc lúc nãy chúng ta đã tính rồi đúng không ạ? Là 15 15 người nhân cho 8 giờ nhân cho 60 thì sẽ ra là 70 phần trăm thì uh, chúng ta có đầy đủ đủ những chỉ số rồi thì tiếp theo chúng ta sẽ tiến hành cải tiến và việc tiến hành cải tiến chúng ta sẽ tập trung vào trạm bottleneck ở đây đó chính là công đoạn may cửa tay chúng ta sẽ tìm cách làm sao để giảm cái thời gian này xuống gần bằng nhất đối với cái trường mục tiêu đấy là đường màu đỏ chúng ta ở đây là 0.48 và cũng chính là thoát thai. thì <laughs> làm thế nào để thực hiện được những mục tiêu đó? thì tiếp theo chúng ta sẽ phân tích thao tác của công đoạn bottleneck dựa theo những tiêu chí như sau, dựa theo những thành phần như sau. đó là đầu tiên phân tích ra làm công đoạn màu xanh là công đoạn va value added. đó là những thao tác chuẩn gia công sản phẩm, thời gian tạo ra giá trị. mũi tên màu đỏ đó là NVA, đó chính là non value added là những thao tác không tạo ra giá trị, những thao tác dư thừa của công nhân và màu vàng đó là những nva đó là những thao tác không tạo ra giá, giá trị nhưng mà nó thời điểm đó thì nó cần, ví dụ như là thao tác lấy và thao tác đặt. thì chúng ta thực hiện phân tích công đoạn may cửa tay thì chúng ta có bảng những thao tác như sau. Công đoạn may cửa tay thì gồm 10 thao tác và trong đó có một thao tác không tạo ra giá trị đó chính là dừng chỉnh trong quá trình may tốn mất 5 giây. Sau đó có 6 thao tác không tạo ra giá trị nhưng mà đến thời điểm đó thì là thao tác cầm và lấy giữ hàng thì có 6 công đoạn màu vàng ở đây và có 3 công đoạn tạo ra giá trị VA chỉ mất 14 giây thì chúng ta sẽ thực hiện phân tích như thế nào ạ thì tìm cách loại bỏ và giảm thiểu nhiều nhất những công đoạn màu đỏ và màu vàng ở đây và bên cạnh đấy cái công đoạn màu xanh thì chúng ta cũng tìm cách cải tiến chúng ta không bỏ mà chúng ta cải tiến để giảm cái thời gian VA lại đó đó là chính là cách mà chúng ta loại bỏ những thao lãng phí liên quan đến thao tác thì uh, bên bên cạnh cái việc loại bỏ lãng phí liên quan đến thao tác thì các bạn cũng cần phải lưu ý đến các loại lãng phí khác để chúng ta có thể cải tiến truyền may của ta tốt hơn đó chính là đi tức là defect là sản phẩm lỗi thì tại sao sản phẩm lỗi lại ảnh hưởng đến thời gian bởi vì nó ảnh hưởng đến thời gian chúng ta sửa hàng đúng không ạ tiếp theo đó là W là waiting là thời gian chờ đợi thời gian chờ đợi ở đây là thời gian bạn công nhân chờ do thiếu hàng công đoạn trước không đáp ứng đủ hàng không đủ bán thành phẩm Intel hay là do máy hỏng bạn công nhân đấy phải chờ mà không làm gì hết thì gọi là thời gian waiting thời gian chờ đợi T là transportation là thời gian di chuyển ừ, ở đây là có thể là thời gian công nhân đi lấy hàng công nhân à, di chuyển giữa hai công đoạn liên tiếp nhau nhưng khi mà các bạn sắp xếp trên trường may thì các hai công đoạn đấy lại nằm xa nhau thì chúng ta cũng dẫn đến là cái việc lãng phí do do việc di chuyển thứ tư là extra processing đó là những công đoạn được thêm vào trong khi nó không cần thiết ví dụ như ở đây một số đơn hàng đúng không ạ thì uh, trong bảng layout của nó không có công đoạn ghim nhưng mà các bạn công nhân lại tự ý thêm vào làm cho tốc độ của nó lâu hơn thì gọi đây là extra processing inventory đó chính là tồn kho thì tại vì sao tồn kho là lãng phí bởi vì các bạn cần phải sai chỗ chứa các bạn cần phải thuê công nhân nhiều hơn để quản lý cái chỗ tồn kho đó chính vì vậy nó lãng phí tiếp theo là over production thì việc các bạn sản xuất nhiều hơn nhu cầu của khách hàng, nhu cầu của những công đoạn sau, bộ phận sau thì đó được gọi là overproduction. thì một số người quản lý họ có tâm lý rằng ấy, là sản xuất ra rất nhiều phòng ngừa trong trường hợp xấu xảy ra nhưng cái việc đó cũng tiềm tàng mang lại những hậu quả không tốt. tôi lấy một ví dụ à, giữa hai công đoạn may thì yêu cầu bán thành phẩm giữa hai công đoạn đó chuẩn là ba chiếc đúng không ạ? nhưng các bạn may ra thì các bạn may gấp 10 lần lên là 30 chiếc. Thì giả sử như trong cách cái bạn công nhân công đoạn trước may ấy, có một thao tác không đạt chất lượng dẫn đến bạn sau, bạn may công đoạn sau khó may hoặc là không may được. Thì đến khi các bạn công nhân ở phía sau phát hiện thì các bạn khi cái bạn công nhân phía trước đấy cần sửa thì chỉ là ba chiếc thôi nhưng nếu giả sử như các bạn may ra 30 chiếc thì thời gian phát hiện của bạn khi bạn phía sau ấy nó sẽ gấp 10 lần bởi vì bạn ấy phải đợi cho bạn trước là may xong 30 chiếc mà đúng không ạ và nếu như bạn phía trước phải sửa thì bạn đấy cần phải sửa gấp 10 lần đấy chính là hậu quả khi chúng ta sản xuất dư thừa có thể mang lại và cuối cùng liên quan đến non utilized talents tức là chúng ta sử dụng nguồn nhân lực chưa chính xác chưa tối ưu thì uh, ví dụ như là bạn công nhân may được may nhanh thì lại không có hàng nhưng bạn không nhân không may được may chậm ấy thì chúng ta sắp xếp không đúng thì bạn đây là quá tải chúng ta không không tối ưu được giữa hai bạn đấy thì để giải quyết việc công bằng này ấy, thì các bạn cần phải tham khảo lại ma trận kỹ năng của công nhân trên truyền mình và cũng là các bạn tìm hiểu thêm là dành thời gian để hiểu về công nhân trên chuyện của mình để chúng ta có thể điều phối tốt hơn <laughs> Thì um, sau khi chúng ta thực hiện rất là nhiều những bước cải tiến ở đấy Thì chúng ta đã giảm Chúng ta giảm được thời gian của công đoạn may cửa tay từ 0.62 xuống 0.5 Đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ tiến hành um, tính toán lại các chỉ số Để so sánh xem cái quá trình cải tiến chúng ta có tốt hay không Ví dụ ở đây tỷ lệ cân bằng trước khi tiến hành cải tiến đó chính là 67% efficiency là 70% và output là 788 sau khi cân bằng thì thì lại cân bằng truyền chúng ta các bạn cũng tính toán tương tự như vậy à, thì nó ra 82% efficiency ước tính là 87% và output ước tính là 970 970 chiếc sản phẩm ra cuối truyền đó thì vừa rồi các bạn cũng đã hiểu được à, quá trình cân bằng truyền của chúng ta à, các định nghĩa Và việc chúng ta thực hiện cái cân bằng truyền như thế nào Cũng như là cách chúng ta để phát hiện những lãng phí trên khu vực truyền Thì tiếp theo là bài tập thực hành Thì mỗi bạn được đào tạo ở đây sẽ chọn một truyền tại khu vực đang theo dõi Và tiến hành phân tích cân bằng truyền, thúc đẩy năng suất Và sẽ gửi báo cáo chia sẻ quá trình cho tất cả mọi người Bao gồm cả uh, sếp là Mr. Thắng thì bài thuyết trình ở đây xin kết thúc cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm theo dõi